Lan Ngọc quay trở lại Úc du học sau khi về để cứu nhóm nhạc chị đẹp. Khán giả liên tục thắc mắc không có hình trực trường lớp mà toàn hình đi chơi. Từ khi Lan Ngọc thông báo sẽ sang Úc để theo học một khóa đào tạo ngắn hạn về diễn xuất, đông đảo khán giả rất quan tâm về chuyện du học của cô. Cổ thực Lan Ngọc đã lặng lẽ sang Úc từ đầu tháng 5 vừa rồi, cuối tháng 5 lại có chuyến về nước chớp nhoáng để tham gia các hoạt động cùng nhóm Lunat và sau đó nữ diễn viên đã quay trở lại Úc để học tiếp. Suốt thời gian ở Úc, Lan Ngọc rất chăm chỉ cập nhật hoạt động thường ngày. Cô đưa gia đình đi tham quan sở thú, đi ăn ở quán của người Việt, thưởng thức hải sản ở chợ cá rồi vi vu ghé thăm các địa điểm du lịch nổi tiếng. Lan Ngọc rất xinh tươi rạng rỡ khi ở Úc, chỉ có điều cô vẫn chưa chia sẻ với khán giả về việc học tập. Cho đến bây giờ, Lan Ngọc vẫn chưa đăng tải bất kỳ bức ảnh hay clip nào chụp ở lớp học hay trường học. Tất cả những gì khán giả biết về chuyện học hành của Lan Ngọc chỉ là qua tâm sự của Trường Giang. Nhiều netizen còn so sánh với Hoa hậu Ý Nhi, cũng đi du học Úc nhưng nàng hậu không ngại công khai tên trường hoặc video khi đang thảo luận với bạn học. Cộng đồng mạng thắc mắc có lẽ do đào tạo ngắn hạn nên Lan Ngọc muốn chờ đến khi hoàn tất khóa học mới khoe với người hâm mộ chăng?